lời càng hỏi táo quần ông. Sắp tin về chầu thượng giới không? Nếu có việc trần tâu thẳng lẽ, đừng như những kẻ bén hơi đồng. Đêm ngồi nghĩ hồi thăm ông táo sổ sách trần, ông tin đã xong chưa? Giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phạm Trung Căn đến diễn đàn để trình bày đề tài tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong bài Hiến Nghĩa Vi Tiên. Nhân sanh hiến nghĩa dĩ vi tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm hoại phi tiên đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Xin kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, đại diện cho chính quyền địa phương, mặt trận các cấp. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thương, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cánh Hòa, cũng là trưởng ban tổ chức trong các phiên thuyết giảng sáng hôm nay. Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Trưởng, giáo lý viên ban trị sự trung ương trực thuộc ban phụ trì giáo lý trung ương. Kính thưa giáo lý viên Thái Thị Tiễn, giáo lý viên ban trị sự trung ương trực thuộc ban phụ trì giáo lý trung ương. Kính thưa giáo lý viên Dương Minh Tường, giáo lý viên ban trị sự trung ương trực thuộc ban phụ trì giáo lý trung ương đồng có mặt. Kính thưa các vị là trưởng ban, phó trưởng ban, trị sự viên của các ban trị sự xã, phường, thị trấn lân cận chỗ để tham dự. Kính thưa các bậc lão thành, các hàng trí thức cùng quý nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ từ thiện nhân đạo cùng toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị em đồng đạo xa gần kính mến. Thật là một niềm hạnh hỷ lớn lao cho tôi và giáo lý viên Nguyễn Ngọc Trưởng hôm nay được trở về ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cánh Hòa để làm nhiệm vụ của mình. Đứng trước khung cảnh trang nghiêm như bao hạnh lành đáng kính của toàn thể quý vị, lời nói đầu tiên xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị em nơi đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý đồng đạo kính mến, vừa qua chúng ta cũng được nghe qua một cái đề tài rất là ý nghĩa, sâu sắc vô cùng. Qua cái đề tài do giáo lý viên Nguyễn Ngọc Trưởng trình bày, đó là đề tài tu phước. Thì tôi nghĩ rằng trong cái quá trình tu tập chúng ta, nếu chúng ta làm phước mà đúng như cái đề tài của giáo lý viên Nguyễn Ngọc Trưởng đã trình bày, với cái làm phước mà chúng ta gọi là lý tánh bố thí, thì chúng ta đạt được cái thành tựu kết quả trong một đời này, chúng ta cũng được giải thoát an lạc. Thì theo tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta hiểu cách làm phước, hiểu cách bố thí, làm từ thiện mà chúng ta làm đúng qua lời Phật dạy, đúng qua lời Đức Thầy chỉ dạy, thì chúng ta đã thành công trong quá trình tu tập của mình. Nhưng mà thưa quý đồng đạo, trong cái bước đường tu tập của mình thì có rất nhiều chướng duyên nghịch cảnh, cũng như trong cái quá trình tu tập chúng ta thì mỗi trình độ căn cơ của chúng sanh nó đều không đồng nhau, có người cao người thấp. Cho nên chính vì thế mà Đức Phật ra đời thì cũng đưa rất nhiều các phương tiện, nhiều pháp môn. Bởi vì chúng sanh đa bệnh,
thì Phật pháp phải đa phương. Cho nên chính vì thế mà trong giáo lý Đức Thầy thì Ngài dạy rất là nhiều cái căn cơ trình độ cho mọi tầng lớp nhân sinh để mà hưởng ứng, để tu tập làm sao cho nó đúng với cái trình độ của mình, để chúng ta phát huy được với cái khả năng của mình, để chúng ta làm tròn bổn phận cái người tín đồ trong cái quá trình tu tập. Cho nên cái vấn đề tu phước, tu huệ, vấn đề tu thiền, tu thịnh thì tùy theo cái căn cơ trình độ chúng sanh mà chúng ta ứng dụng, đều đạt được cái kết quả, đều được lợi ích. Thưa quý đồng đạo, do vậy thì qua cái đề tài tu phước, tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta ứng dụng thì cũng thành công trong quá trình tu tập của mình rồi. Đáng lý giờ này chưa, đáng lý chúng ta nghĩ cũng được rồi, phải không quý vị? Nhưng mà bởi vì vì cái lòng u sư ái đạo, vì tinh thần thương thầy lo đạo, cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy rằng đó là mặc dù là mình nghe qua một cái đề tài, nhưng mà cảm thấy rằng đó là ban tổ chức nhận thấy rằng một đề tài thì nó cũng đủ rồi đó. Nhưng mà thôi bây giờ lâu lâu mới có một kỳ, năm thở mười thì mới có một khi, cho nên tổ chức một lần là thôi tổ chức hai giáo lý viên. Cho nên đâu bây giờ mình ngồi hơi trưa chút xíu, đằng chi đằng lát nữa mình có đói bụng đó, vô dùng cơm nó mới ngon. Còn mà nghỉ sớm quá ăn cơm không ngon nữa, không có gì. Cho nên mình mà đói bụng rồi vô dùng cơm nó rất là ngon. Do vậy thì tôi nghĩ rằng thì tiếp tục qua cái phần thuyết giảng lần 2 thì cũng hợp lý, không quý vị. Và đồng thời thì cái buổi trưa này thì trên cái mái trời thì trời bữa nay cũng nhiệt độ cũng rất là cao, cho nên nhận thấy rằng quý vị mình cũng nực nội. Nhưng mà mình vì cái tinh thần đạo đức thì tôi nghĩ rằng đó là quý đồng đạo mình cũng vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái để chúng ta bắt đầu tiếp tục qua cái đề tài thứ hai. Bởi vì mình nghĩ rằng đó thì cái vấn đề mà tiếp nhận về Phật pháp, tiếp nhận về giáo lý đó, thì phải nói là nó đối với cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thì thấy rằng đó là mình là tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, thì chính vì thế mà chúng ta có thể nói là về cái vấn đề học hiểu nghiên cứu giáo lý đó, thì tự mỗi đồng đạo chúng ta mình tự học giáo lý Đức Thầy, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu. Rồi chính vì thế mà hôm nay thì ban trị sự trung ương chúng ta đã thành lập cái công tác hỗ trợ giáo lý, đó là mở các lớp giáo lý viên để đào tạo giáo lý viên, để nhằm mục đích gì? Để giúp cho các vị giáo lý viên này có cái điều kiện để chúng ta phổ truyền giáo lý, hầu đem cái giáo lý Đức Thầy để ban rải khắp nơi nơi, trong cái nơi nào có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì tôi nghĩ rằng cái này là cái việc làm phải nói rất là cần thiết thiết thực. Chính vì thế mà ban trị sự trung ương là đẩy mạnh cái công tác gọi là gì, phổ truyền giáo lý lên hàng đầu, để giúp cho tôi và đồng đạo mình sao, mình có cái thời gian chúng ta nghiên cứu giáo lý, chúng ta học đọc giáo lý, để mình tư duy quán chiếu hiểu được qua lời Phật dạy, qua lời thầy dạy, để chúng ta ứng dụng tu tập gì hành. Nếu mà cái người tu mà không học thầy giáo lý thì lấy đâu mà tu, hiểu đâu mà hành. Do đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu tu tập. Do đó mà ban trị sự tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý, và đồng thời đồng đạo chúng ta đến tham dự để mình hưởng ứng cái tinh thần đó, là về cái vấn đề để chúng ta cùng nhau để mà tìm hiểu giáo lý. Tôi nghĩ rằng có đồng đạo ở trong hội trường này đó là có gì mình đã hiểu rất sâu về giáo lý, hiểu rất nhiều về giáo lý Đức Thầy. Nhưng mà tại sao hôm nay mình cũng đến đây tham dự là để hưởng ứng cái tinh thần này, chứ không phải mình nghĩ rằng mình hiểu biết giáo lý rồi thôi ở nhà tu được rồi, ai tổ chức thuyết giảng làm vậy làm thôi khỏi đi. Thì thưa, cái này mình không hưởng ứng cái tinh thần này thì có những người ta chưa hiểu biết giáo lý đó, người ta thấy rằng đó là thôi vậy ở nhà tu cũng được. Cho nên chính vì thế mà có đôi khi đó là chúng ta không có đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý, thì cái này nó rất là thiệt thòi. Tiếp nhận được những cái kiến thức mới lạ của các vị giáo lý viên. Ví dụ bữa nay mình nghe thuyết như thế này chứ ngày mai thuyết thế khác rồi. Có đôi khi một đề tài nhưng mà có khi thuyết không giống nhau. Bởi vì sao vậy? Bây giờ Đức Thầy chúng là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Chúng ta tầm hiểu của hai không bao giờ cùng tặng được cái Đức Thầy. Chính vì thế mà bữa nay có thể nói là thuyết cái đề tài này, nhưng mà ngày mai đi là cho các thuyết đề tài này nó lại khác hơn. Cái tư duy, cái nghĩa lý đó, nó lại khác hơn, nó sâu sắc hơn. Là do nó chứng diện cái nhờ cái sự công phu tu tập, tư duy quán chiếu mà chúng ta mới thấy được cái sâu màu của giáo lý. Do đó mà tôi nghĩ rằng thì đồng đạo chúng ta đó, tôi và quý vị mình có thể nói là mình nghiên cứu cả đời, mình học cả đời đi nữa cũng không bao giờ cùng tặng được cái thánh lý thâm sâu của Đức Thầy được. Do đó thì hôm nay mình đến đây tham dự để cùng nhau để mà chúng ta làm sao để mà phát huy được cái ý nghĩa, phát huy được cái giá trị mà qua lời dạy Đức Thầy để chúng ta ứng dụng trong đời sống tu tập của mình, để mình thành công trên cái bước đường giác ngộ tu tập.
Thì hôm nay thông qua cái buổi gặp gỡ này thì chúng tôi cũng gặp gỡ cùng quý vị mình qua bốn cái câu giảng mà được đồng đạo dẫn chương trình vừa giới thiệu. Đó là bốn cái câu giảng, đó là nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ quy tiên, hành thiện tri kinh, thị sĩ hiền, kiến huệ phi tiêu đoàn trướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Thì tôi nghĩ rằng bốn cái câu giảng này đó thì đúng quý đồng đạo mình ai cũng biết hết rồi, ai cũng thuộc hết rồi. Bốn cái câu giảng này nó nằm trong bài hiếu nghĩa duy tiên, mà cái bài hiếu nghĩa duy tiên này là cái bài này nó cũng có bốn câu này thôi, cho nên ai cũng thuộc cái bốn câu này, phải không quý vị? Thì cái bài hiếu nghĩa duy tiên này, cái bài này không phải là Đức Thầy đặt cái đề tựa, mà do nơi ban sưu tầm khi xưa dựa theo cái ý của bài mà đặt cái đề tựa. Và cái bài này quý vị biết là Đức Thầy viết hồi nào không quý vị? Hồi tháng 7 năm Kỷ Mão 1939. Thì cái bài này Đức Thầy viết vào tháng 7 năm 1939. Như vậy thì chúng ta coi lại giáo lý Đức Thầy, coi như Đức Thầy viết cái bài nào là trước nhất quý đồng đạo. Có ai biết Đức Thầy sáng tác cái bài nào đầu tiên không? Hả? Trời, đồng đạo mình quá sâu sắc phải không quý vị? Bởi tôi nói rõ ràng mà, đồng đạo ngồi phía dưới nhưng mà thực ra đó là rất là sâu sắc, có cái công năng nghiên cứu giáo lý Đức Thầy rất là thẩm thấu, nhưng mà bởi vì đó là mình đến đây để ủng hộ thôi. Đúng là cái bài Mặc Tình Ai quý vị. Đức Thầy sáng tác cái bài Mặc Tình Ai vào cái lối tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Còn Đức Thầy sáng tác cái quyển nhất đó quý vị, nghĩ rằng quyển nhất là sáng tác đầu tiên cái gì, nhưng mà xưa tôi không phải. Khi ra đời mở đạo thì Đức Thầy sáng tác cái bài Mặc Tình Ai là gì? Bởi vì có nhiều người đó đến để rồi khen rồi chê rồi nhạo chế nhiễu này kia, cho nên Đức Thầy nói là bá gia mặn lạc mặc tình ai, đạo lý tầm đâu chẳng thấy rài, chỉ thấy hình trơ thân xác dội, ai tầm trâu giỏi mới là hay đó, nhân dân dài dài thứ. Thì cái bài Mặc Tình Ai là Đức Thầy viết vào tháng 5 năm Kỷ Mão. Đến trung tuần tháng 8 Đức Thầy mới sáng tác ra cái gì? Quyển nhất. Dài dài tới là 20 tháng 9 Đức Thầy sáng tác ra cái quyển tư. Do vậy thì cái bài Mặc Tình Ai là cái bài chúng ta được, nếu mà mình nghiên cứu thì cái bài này là cái bài Đức Thầy sáng tác đầu tiên. Như vậy thì cái bài Hiếu Nghĩa Duy Tiên này sáng tác vào lối tháng 7 năm Kỷ Mão 1939, mà nó dọn dẹn có 4 câu mà chúng tôi gặp gỡ quý vị. Thì giờ đây kính mời quý đồng đạo cùng tôi để bắt đầu chúng ta tìm hiểu qua 4 cái câu gọi là Hiếu Nghĩa Duy Tiên trong cái bài Hiếu Nghĩa Duy Tiên này như thế nào, qua cái mỹ Đức Thầy dạy. Nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ duy tiên, hành thiện tri kinh, thị sĩ hiền, kiến huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Thì bốn cái câu này đó thì quý vị đọc qua quý vị thấy là toàn là Hán Việt không, thôi quý vị. Do đó thì chúng ta thấy rằng trong giáo lý Đức Thầy đó thì nó chiếm đến là cái vấn đề mà chữ Hán là nó chiếm đến là 30% là vì chữ Hán này, Hán học này. Cho nên chính vì thế mà chúng ta nếu mà nghiên cứu giáo lý Đức Thầy đó thì chúng ta phải dựa vào những cái từ điển Hán học để chúng ta tra cứu, mình mới tìm hiểu được đó, một số ít nghĩa lý trong đó. Do vậy thì hôm nay trong cái bài này thì chúng tôi gặp gỡ quý vị chia sẻ thông tin, thì cũng mong các bậc cao minh cao độ Đức Thầy cũng từ bi quan hỷ bổ chính chỉ giáo, cho những gì còn thiếu sót thì cũng mong quý vị cũng tha thứ và nhắc nhở chỉ giáo, thì chúng tôi xin thành thật tri ân. Giờ đây chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung của bốn cái câu giảng Đức Thầy dạy. Nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ duy tiên. Cái chữ nhân là người, mà chữ sanh là sống. Như vậy con người đang sanh sống trên cái mặt đất này, trên cái quả địa cầu này, có thể nói là trên 8 tỷ người trên cái thế giới này, trong cái cõi ta bà này, đều gọi là gì? Đều gọi là nhân sanh. Vì con người sống trong cái cõi đời này đều gọi là nhân sanh. Nhưng mà thầy nói nhân sanh sao? Hiếu nghĩa dĩ vi tiên. Như vậy thì chữ hiếu nghĩa tức là chỉ cho cái gì? Vi tiên là chỉ cho cái gì? Thưa quý đồng đạo, cái chữ hiếu nghĩa ở đây đó tức là chỉ cho cái bổn phận trách nhiệm của con người có mặt trong thế gian này, chúng ta phải đền đáp cái hiếu và cái nghĩa. Vì hiếu là hiếu như thế nào, nghĩa là nghĩa như thế nào. Vi tiên là gì? Cái chữ vi đó, vi là làm, mà chữ tiên đó là trước hay là đầu, làm đầu á, làm trước á, gọi là chữ tiên là trước. Vậy thì nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ là lấy, hay chữ dĩ là lấy, chữ vi là làm, mà chữ tiên là trước. Vậy thì lấy cái hiếu nghĩa làm trước, làm đầu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái hiếu nghĩa nó quan trọng như thế nào, mà tại sao Đức Thầy chúng ta lại dạy là lấy hiếu nghĩa làm đầu. Mà chính cái điều này của đồng đạo chúng ta thấy rằng đó, Đức Thầy dạy Đức Phật Thầy Tây An thở xưa
thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm xong hiếu nghĩa thì chúng ta phải sao? Có bốn điều ăn, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Như thì ở đây muốn nói hiếu nghĩa là muốn nói về cái gì? Muốn nói về tứ ăn. Đây là cái bổn phận của con người trong kiếp sống. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta thiếu hiếu nghĩa thì sao? Không phải là con người. Đây là chúng ta nói, mình phải nói là rõ ràng là nếu con người mà không có hiếu nghĩa thì không phải là con người trong cái thế gian này. Xin thưa quý đồng đạo, bây giờ tôi hỏi quý vị mình, mình có phải là tề thiên đại thánh từ cái cục đá mà nổ tung cái dân ca có mặt cuộc đời này không? Hay là mình có mặt cuộc đời này là do nơi đâu? Chúng ta có mặt trong cuộc đời này là chúng ta phải nhờ ơn ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục chính đáng cung mang 3 năm bầu mẫm. Cho nên cái bổn phận con người có mặt trong thế gian này là cái hiếu nó là đứng đầu với đồng đạo. Thiên kinh dạng điển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự nghĩa làm đầu. Nếu con người mà dâng ơn bội nghĩa, bạc bẽo với ông bà cha mẹ mình thì đây là chưa phải là con người của đồng đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là cái hiếu mà đối với cái bổn phận cái con người, chúng ta phải hiểu được rằng đây là cái gì? Đây là cái công ơn cao cả thiên liên mà con người chúng ta cần phải đền trả. Con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu trung chuyện tích xà xà. Người đời, người đời sao chứ không có người đạo không gì? Người đời sao? Phải biết phượng thờ mẹ cha. Cái người đời thôi cũng biết công ơn ông bà cha mẹ nó, có đâu mà người đạo mà mình nghĩ rằng đó là thôi tôi đi tu rồi tôi không màng tới cha mẹ ông bà gì hết, ông bà làm gì làm, có chết tôi cũng không có quan tâm tới. Cái này có phải là mình người tu không gì? Xin thưa, cái này không phải là người tu rồi. Chính Đức Phật khi xưa ngài lìa bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan nhà cao cửa rộng, nhưng mà sao? Đây là ngài đi tầm cầu chân lý, nhưng mà tôi chỉ biết rằng đó là cung vàng điện ngọc thì có cái hầu người hạ mà. Nhưng mà sau khi ngài đắc đạo rồi sao? Ngài trở về để mà thuyết pháp xuyên suốt cho vua cha nghe, đó là Tịnh Phạn Vương đang lâm bệnh là ngài trở về đó thuyết pháp xuyên suốt ở bên gần bên Tịnh Phạn Vương để mà chăm sóc Tịnh Phạn Vương. Đó là chúng tôi coi trong cái gọi là Phật học tinh yếu, thuật lại cái giai hội mà Đức Phật khi thành đạo rồi ngài trở về để mà độ vua cha, thuyết pháp cho vua cha nghe. Và đồng thời đó, sau khi mà vua cha băng hà, quý vị biết rằng đó chính bàn tay của Đức Phật đó lau chùi dục thể của Tịnh Phạn Vương và đưa vào kim quang lần sau cùng để nói lên cái tấm lòng hiếu đối với cái công ơn của cha mẹ. Ý là Đức Phật là ngài là bậc Như Lai rồi, là bậc toàn năng toàn giác rồi, tại sao ngài lại làm như thế? Để thể hiện rằng cái bổn phận trách nhiệm mình là người con. Và ngài đi dọc đường, ngài đi khắc thực, ngài gặp cái đống xương sao? Ta lễ lại kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bộ bực khó coi. Tức là Đức Phật nói với A Nan rằng đó là lễ lại cái đống xương này là kính cái người tiền bối, gì đó là cái trong cái đống xương này đó là cũng có là thân bằng quyến thuộc, cũng có cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, để nói lên cái sự kính trọng mà mình đi tu. Mình nói rằng tôi đi tu rồi tôi không cần tới cha mẹ gì hết, chỉ lo tu thôi, không cần gì tới cha mẹ, có chết có bệnh có đau cũng có điện thoại gì cũng không quan tâm, không gì không thăm không gì hết, thì cái này sao quý vị? Cho nên tôi nghĩ rằng đó là cái người con chúng ta hôm nay có được cái lưng dài vai rộng, có được cái cuộc sống này là chúng ta phải biết công ơn ông bà cha mẹ, chứ không thể vô ơn được. Mà chính cái điều này Đức Phật nó chỉ dạy rất là rõ ràng: hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, dục đắc đạo đồng, tiên tu hiếu dưỡng như thân. Nghĩa là tâm hiếu đâu không phải là tâm của Phật, hạnh hiếu đâu không phải là hạnh của Phật. Muốn đắc đạo ngang hàng với chư Phật thì sao? Cần tu hạnh hiếu đứng đầu. Đừng có nghĩ mình đi chùa lễ Phật, mình đi làm từ thiện mà nhà ông Phật và Phật ở nhà mình bỏ, mình không quan tâm tới, bỏ cho khổ sở, không có lo lắng, không có chăm sóc bệnh hoạn đau yếu, mình không quan tâm, là cái này mình làm chưa đúng đúng không đạo à? Vì cha mẹ nhà là ông Phật bà Phật đó, đừng tu tưởng cốt Phật đồng, trở về lại kẻ ấp bằng ngày xưa. Mà chính Đức Phật nói đó là trong thời mà không có Phật ra đời đó, thì các ngươi tôn kính cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ chính là phụng dưỡng cho Tam Bảo, phụng dưỡng cho Phật Pháp Tăng đúng không đạo. Cho nên chính điều này, ngày xưa chúng tôi đi có cái lần đi tham quan ở tại cái tỉnh Sóc Trăng đó,
ghé vô cái ngôi chùa đó, gặp ta vẽ cái bức tượng, vẽ cái bức hình đó, có cái người này lạo cúng cái nải chuối cho Phật, quỳ xuống dưng cái nải chuối cho Phật, Phật phát tay, kêu Phật tay vậy nè. Tôi thấy cái bức hình này sao nó có cái ý gì là lạ, mới hỏi cái vị sư trụ trì. Ông mới kể cho mình nghe là cái câu chuyện đó là cái hình tượng này để nói lên gì. Cái người con này đó, hôm nọ mua cái nải chuối tính đem vô cúng, cúng Phật. Nhưng mà quý vị biết rằng đó là để cái nải chuối đó rồi lay quay soạn đồ, sao biết bà già bà gặp nải chuối bà thèm, bà không biết nải chuối này làm gì, chắc bà mua để ăn hay gì đây, bà mới bẻ một cái trái chuối đi ăn. Sau khi bẻ trái chuối ăn rồi, con ra thấy cái nải chuối bị mắc trái, mới hỏi lại trong nhà bị có ai đâu, thì nói vậy là bà ăn nải chuối phải không. Nó ờ mẹ thấy con mua nải chuối, mẹ tưởng đâu con để đó làm gì mẹ mua ăn rồi. Nó bà có biết rồi tôi mua cái nải chuối này làm gì không, tôi để cúng Phật bà có ăn thì bà nói cho tôi biết chứ có đâu mà bà làm như vậy. Nặng à, nhẹ bà già, làm cho bà già buồn quá. Cho nên đem cái nải chuối khác vô cúng Phật, Phật ke nè, Phật không có nhận là gì, đem về cúng ông Phật và Phật ở nhà không là gì. Cho nên hôm nay mà cái người con mà chúng ta có hiếu với cha mẹ đó, là chúng ta đền người ta bảo cái gì. Còn mình mà bất cứ với cha mẹ đó là chẳng khác nào mình không có kể gì Phật trời đâu. Trọng mẹ cha mới kính nể Phật trời, còn phụ mẹ cha là gì, khinh dễ Phật trời. Đức Thầy dạy rất là rõ ràng, trọng mẹ cha thì kính nể Phật trời, mà phụ mẹ cha là khinh dễ Phật trời. Mẹ cha là cái người công ơn sanh thành, dưỡng dục lo lắng cho mình từ thở bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta đã chịu biết bao khổ nhọc. Vì thấy những cái ơn nghĩa của cha mẹ mà nuôi mình đến lưng dài vai rộng, được cái trí óc khôn ngoan, được trưởng thành, được là công thành danh tội, rồi bây giờ mình lớn lên rồi sao nhớ thỏa nhỏ nhờ ơn bồng bế, nay được nên giai giới trưởng thành, trưởng thành rồi có lông có cánh là tự bay hay sao, rồi không có quan tâm gì tới cha mẹ hết thôi vậy. Cho nên hôm nay mình được trưởng thành là mình phải nhớ cái công ơn của cha mẹ đã 9 tháng cưu mang 3 năm mỏng mỏng lo lắng cho mình đây. Cái công của cha mẹ nó cao cả lắm quý đồng đạo à. Chúng ta có thể nói rằng đó là mình diễn tả, mình nói như thế nào cũng không thể nào hết được công ơn của cha mẹ. Đức Phật nói đó là dù cho chúng ta có lấy cái nước biển đại dương làm mực, lấy cái không gian này làm giấy để mà viết nói về công ơn cha mẹ cũng không thể nào cùng tặng được. Dù cho Đức Phật có trụ thế một kiếp đi nữa để nói gì công ơn cha mẹ cũng không thể nào nói được. Bây giờ cái công ơn của cái người cha đó là như núi Chúa, mà công ơn của người mẹ đó như biển cả, nó không có hết được. Chính điều này mà nhà thơ Vũ Hoàng Chương có nói đó: ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu, còn văn tự là chiếc xe mòn cọc cạch, đường về tình mẹ thì ngàn trùng xa xăm. Có nghĩa nói là ngôn ngữ trần gian chẳng qua là viết tả nói về công ơn của cha mẹ, dù cho chúng ta có dùng bao nhiêu lời lẽ thì nữa, chẳng qua là như cái túi rách, tức là nói hoài không hết được cái công ơn của cha mẹ. Còn đó là văn tự là diễn tả, viết ra những câu ca dao, những câu tục ngữ, những cái bài thơ để nói lên tình thương của cha mẹ đối với con cái cũng không thể nào nói cho cùng tặng được. Còn văn tự là chiếc xe mòn cọc cạch, là cái chiếc này xe mòn cọc cạch là nó không đi tới đâu hết, là nói hoài không hết công ơn của cha mẹ, đường về tình mẹ thì ngàn trùng xa xăm. Vậy chúng ta thấy rằng cái công ơn cha mẹ nó là cao cả, nó là thiêng liêng. Mà cái câu ca dao ta thường nói là sao quý vị, mình thường học trong cái văn học Việt Nam mình sao, con cha sao quý vị, quá công cha như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra là cái nước mà trong nguồn chảy là nó chảy hoài, nó không bao giờ nó dừng. Tức là tình thương của cha mẹ là cho con đi là cho hoài, không bao giờ cạn quý đồng đạo à. Cái nguồn nước nó không bao giờ cạn, cho hoài mà không bao giờ cạn là sao? Cha mẹ thương lo cho con, có thể nói là đến khi nào chút cái hơi thở cuối cùng mới hết lo cho con thôi. Còn hơi thở, hãy hơi thở còn vào ra, trái tim chưa ngừng đập, là cái tình cảm của cái người cha người mẹ lúc nào luôn luôn cũng dành cho con. Cho nên cha mẹ có thể nói là 80-90 tuổi mà vẫn còn lo cho con là 60-70 tuổi mà. Cái tình thương của cha mẹ là cho đi mà không bao giờ đòi lại. Tình thương của thế gian này đó, mình cho đi mình cũng phải đòi hỏi điều kiện cái gì chứ, phải không? Phải đáp ứng, phải thương lo cho mình. Còn cha mẹ lo cho con là không có đòi điều kiện gì hết, cái gì à. Có khi con có bất thiếu, có gì nữa, mà khi mà con nó khổ rồi sao, cha mẹ cũng vẫn sẵn sàng chấp nhận để mà lo cho con. Nhiều khi nó quậy quạ quá rồi nó xài tiền xài bạc, rồi nó lấy làm cho cha mẹ thiếu nợ, rồi có khi bán đất bán bổ cũng bán để lo cho con. Nhưng mà sau khi quý vị biết rằng đó, khi con mà nó nghịch tử, nó không có kể gì cha mẹ đó, nhưng mà khi con nó lâm vào cái hoàn cảnh đó thì sao, người cha người mẹ cũng sẵn sàng hy sinh để mà lo cho con, mà không bao giờ có một cái sự trách than. Vì cái tình thương đó tình thương cao cả.
Cho nên tôi nghĩ rằng đó là cái tình thương của cha mẹ là cái tình thương thiêng liêng mà không thể nào mà chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ văn tự mà diễn tả cho hết được. Nhưng mà đối với cái người con thì sao? Đền đáp công ơn cha mẹ thì sao quý vị? Cái hiếu nghĩa của mình như thế nào? Có đôi khi tôi nói với đồng đạo mình đó, cha mẹ nuôi con thì không màng gì hết, nhưng mà tới con nuôi cha mẹ thì sao? Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn con nuôi cha mẹ thì sao? Tình thương tình ngài. Bữa nay nằm bệnh viện đó là bà biết bữa nay bao nhiêu ngày chưa? Nửa tháng rồi đó. Mà tôi hỏi ngài là tôi bỏ công ăn việc làm, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà, bỏ cửa tôi lên tôi nuôi bà. Mà tôi nói bà nghe nè, bà đẻ chi cho nhiều à? Mẹ bà đẻ chi mà 5-7 đứa con mà giờ này bà thấy nuôi á, bà bệnh đó không có mặt nào chứ. Có mình nên tôi nuôi bà mấy ông ngài. Nói tôi này bà già có buồn không quý vị? Buồn tuổi với lắm quý vị à. Mình đi chùa mình được phước, mình hiểu được cái hiếu đạo, mình nuôi cha mẹ, mình nuôi cha mẹ là mình tạo phước cho mình. Chứ đâu phải mình nuôi cha mẹ mà lết cho ai đâu. Tại sao mình không làm? Mình làm được việc này là cái lợi ích cho mình chứ không phải lợi cho ai hết. Mình đừng có đổ chút vào người anh, người em, người này kia nó không nuôi rồi thôi mình cũng bỏ luôn. Cái điều này đâu có đúng. Cho nên chúng ta nuôi cha mẹ mà chúng ta tính toán như vậy thì sao? Bà mẹ mà bà bệnh ít ít mà bà nghe đứa con nói vậy thôi bà, cái cháu cũng liệt giường luôn. Thấy không vậy? Bệnh hơi hơi thằng nghe nói là tủi lòng là bệnh nhiều thêm. Cho nên chúng ta nghĩ rằng mình nuôi cha mẹ mình phải làm sao? Phải hết lòng, nghĩ rằng đây là cái công ơn cao cả thiêng liêng mà chúng ta phải đền đáp. Có cái gia đình nữa, vậy nghĩ coi, bà già bà sanh ra được bốn người con, ba người con trai, một người con gái. Như cái máy này cho bớt cái cô lại chút đi con, nó hơi ngăn quá. Bớt cái cô lại chút bạn. Ba người con trai, một người con gái, quý vị biết là sanh ra bốn đứa con như vậy, nhưng mà sao không có đứa nào chịu nuôi ha? Bà già chứ, bỏ bà già mình nên sống mình nên trong nhà vậy đó, rồi tự cơm nước tự giặt giũ này kia nọ. Mà con cháu thì lúc này đó là cháu nội cháu ngoại gì đủ hết. Bữa nọ mấy đứa cháu nội cháu ngoại lợi nhà bà nội bà ngoại chơi, bà nói bữa nay mình lập ra cái kế này mới được, thử cái nó là sao. Quý vị biết đó là bà đem cây đó bắt chiêu thợ đó cưa ra làm vàng á, mà khắc chữ đồ có ràng hoàng ngang chạy chữ khắc là tiệm vàng Kim Yến được kia ha, đầu khắc vô rồi áo vàng được kia vô, bỏ vô thẻ vậy nè, bỏ vô trong cái bao á mà để trong tủ. Mấy đứa cháu để trong tủ đó rồi để một kẹo trong đó, mấy đứa cháu nó lợi rồi cái ba kéo cái tủ ra bên đây để lại đây bà cho kẹo nè con, ra đây bà nội bà ngoại cho kẹo nè, lợi cái ba kéo rồi ba lấy kẹo ra cái nó tự nhiên cái trong cái bao vàng nó tuôn ra vàng không các bạn. Mấy đứa con im ru nghe không nói nghe, mà lụm vô đổ đồng bao vàng mà đổ ra vậy nè, mà lụm vô bỏ vô mà buộc lại mà để nó nạt cái con ăn kẹo đi về nhớ nghe, không có nói cho cha con biết, không nói cho mẹ con biết nghe, im nghe, đừng có nói là bà nội bà ngoại là có vàng này kia nọ, im nghe con. Cái này là cái để cho bà ngoại, để cho bà nội, để mà sống là cái giai đoạn này là nhờ cái số này để mà bà nội nuôi thân nè, các con đừng có nói. Vậy mà mấy đứa nó về biết sao không, về nó thỏ thẻ cha nó nói cha con nói cho cha nghe bữa nay con lợi bà nội chơi đó, bà nội bà mở bà lấy kẹo cho con mà sao tự nhiên cái bọc bao vàng ở trong tủ nó chạy nó rớt ra, con thấy vàng miếng mà quá nhiều rồi, hỏi nhiều ít con, nó con điếm không kịp luôn, quá nhiều rồi cha. Nó im đừng có nói cho ai nghe, đừng có nói cho là chú ba chú tư mày biết nghe, con của hai nghe cái im luôn. Mà con cũng hai về, con của anh thứ ba cũng về nói, thứ tư cũng về nói cha biết hết rồi. Lúc này tới nhỏ cháu ngoại cũng về nói với mẹ nó nữa, nó mẹ con nói cho mẹ biết nghe, bà ngoại bà giấu á, bà ngoại về hàng dữ lắm luôn mà bà giấu, nó mày nói bậy không, bà ngoại nào vàng chàng con nói thiệt mà để trong tủ ra là vàng không à. Nó vừa vì biết là sớm nhau đó là thứ hai thứ ba thứ tư con nhỏ con gái thứ năm lợi nó, mẹ ơi mẹ con nói thiệt, mẹ con á là thương mẹ dữ lắm, bữa nay con đến rước mẹ về ở với con mới được chứ mẹ ở gì con thấy tội nghiệp mẹ quá, ở mình nên gì không ai lo lắng giặt giũ cho mẹ con thấy tội nghiệp mẹ, thôi mẹ về ở với con. Cái thằng thứ hai nó khởi đầu trước, nó nói mẹ con nói mẹ nghe nè, bây giờ con là con thứ hai, con trưởng trong nhà phải không, thì con phải lo cho mẹ không phải chứ, đằng này để mẹ gì con thấy tủi lòng lắm, thôi bây giờ mẹ để cho con rước mẹ về nuôi nha mẹ. Cái thằng thứ ba nó không được, anh mà rước mẹ về á vợ của anh á khó tính lắm, về nuôi mẹ không được đâu, để cho tôi rước về nuôi mới được. Thứ ba nói vậy. Cái thằng thứ tư nó nói không, hai anh nói gì cho tôi á, tôi nuôi mẹ mới được, tại vì sao trong nhà tôi đó thì bây giờ đó là con cái tôi đó thì bây giờ nó cũng là đi học hết rồi, bây giờ có hai chồng tôi nhà để tôi lo cho chăm sóc cho mẹ cha mẹ nó được hơn. Cái con gái thứ năm nó nói sao biết không,
nó không được, mấy anh con trai, mà con trai thì mấy chị dâu không có nuôi cha mẹ bằng tôi đâu, tôi là con gái, tôi hiểu mẹ hơn, tôi gần gũi mẹ hơn, tôi biết ý mẹ hơn, tôi nuôi mẹ dễ hơn. Lúc này giận nhau luôn, hỏi gây lộn nhau, giành nuôi mẹ mà gây lộn nhau vậy, gây lộn với nhau rồi biết sao. Lúc này ba đem cái bao vàng ra, ba nói nè, vàng đây nè, ba đổ ra tàn là coi lần vàng giả không. Lúc này biết gì biết sao không, lúc này cái thằng thứ hai bẽn lẽn, cái nó nói thôi giờ mấy em nói gì thôi giờ thôi anh nhường mẹ cho mấy em đó, anh tại vợ anh khó quá thôi anh về anh không nuôi, rút về. Thằng thứ ba nó cũng rút về, thằng thứ tư nó cũng rút về, đứa gái nó biết sao giờ, nó nói thôi mẹ ơi, con thấy mẹ sống gì cũng được rồi, mình nên gì cũng được rồi, chứ giờ mấy đứa con nuôi mẹ thì giờ con á thì gần của mẹ cũng phải rồi, nhưng mà có cái con, cái con này kia đủ thứ chân sống với mẹ rồi, nó quậy quả làm mẹ họ ngủ không yên, không nghỉ ngơi được, thôi vậy đi giờ thôi mẹ ở mình nên đi. Rồi cuối cùng bà già bà thử cái cuối cùng biết hết. Thì chúng ta thấy rằng sao, vì cái người con mà đối với cha mẹ gì có hiếu không quý vị, cho nên nó sách thánh dạy chỗ này quý đồng đạo à, cái người con mà đối với cha mẹ có năm cái điều chúng ta cần phải làm, đó là gì? Cư tất trí kỳ kính, dưỡng tất trí kỳ lạc, bệnh tất trí kỳ ưu, tan tất trí kỳ ai, tế tất trí kỳ nghiêm. Đó là năm cái điều mà người con cần phải thực hiện. Cư tất trí kỳ kính tức là khi ở chung với cha mẹ, gọi là cư là ở gần gũi cha mẹ, bên cạnh cha mẹ thì phải hết lòng cung kính cha mẹ, gọi là cư tất trí kỳ kính, phải hết lòng cung kính. Chứ có đôi khi mình có tiền rồi sao mình làm, có tiền có cổ rồi mình nghĩ rằng đó là mình nuôi bà già, nuôi ông già như vậy rồi cái mình cứ đem tiền cho vậy là đủ rồi, thì cái này không đúng. Cái gì nhiều khi mình cho tiền mà mình không cung kính cha mẹ, mình xem thường cha mẹ thì không được, mua cho cha mẹ cao lương mỹ vị nhưng mà mình không có tôn trọng cha mẹ thì không được, quý ông đạo. Do đây là cư phải là tất trí kỳ kính, dưỡng tất trí kỳ lạc là nuôi dưỡng cha mẹ thì phải sao, mình phải làm thứ nhất là mình phải vui vẻ, không có được bất kính. Thứ hai là phải làm sao cho cha mẹ vui nữa, ở cho biết dưỡng biết từ vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Rồi là dưỡng tất trí kỳ lạc, bệnh tất trí kỳ ưu, khi cha mẹ mà bệnh hoạn thì chúng ta phải hết lòng lo lắng, chứ không phải là làm màu khuyên dân hải bớt, làm màu gì, làm màu hiếu nhi, thấy anh em hay là thấy bạn bè thấy này kia nọ thì mình thể hiện cái hiếu đối với cha mẹ, nhưng mà khi không có ai thì sao, mình không có hết lòng cung kính thương lo cho cha mẹ, không có nhiệt tình thì cái này làm không đúng luôn đâu. Cho nên là bệnh thì tất trí kỳ ưu, mà tan tất trí kỳ ai, khi cha mẹ mà qua đời thì chúng ta phải làm sao, phải là hết lòng, hết lòng gì, thương tiếc, gọi là tan tất trí kỳ ai, tức là buồn thảm thương tiếc nhớ thương cha mẹ, gọi là tan tất trí kỳ ai. Tế tất trí kỳ nghiêm tức là đến ngày tuần tự vũ quải thì hết lòng nghiêm khắc. Đó là gì, phải làm sao cho cha mẹ là trong cái ngày tuần tự vũ quải thì phải làm sao thể hiện được cái là cái tinh thần thương nhớ ông bà cha mẹ. Hôm nay là cái ngày chia cách đời đời giữa mình với cha mẹ mình đây, ông bà mình đây, chia cách đây, cái ngày là cái ngày kỷ niệm nhớ ơn ông bà cha mẹ, chứ không phải cái ngày này ngày vui. Mà có đôi khi chúng ta hiểu nhầm cái ngày này rồi nha, cái ngày này về mời bạn bè về tiệc tùng rồi đó là rượu chè rồi này kia đó thì cái này không đúng rồi. Rồi ca hát này kia nó đâu phải cái ngày vui, cái ngày này là cái ngày buồn nhớ cái ông công ơn của ông bà cha mẹ mình tổ chức, cái ngày này là cái ngày chia cách giữa mình và người cha người mẹ đây, mình phải làm sao thể hiện được cái tinh thần gì. Đáng lý là cái ngày này là cái ngày mình vỗ quái, mình phải thuyết pháp, mình phải cầu nguyện, mình phải cầu siêu, mình phải bố thí, mình phải làm cái gì lợi ích cho cha mẹ được. Mà chính điều này trong kinh Phật nói đó là cái người mà sống trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta muốn đền đáp công ơn ông bà cha mẹ đó thì chúng ta phải làm sao nhân cái ngày tuần tự vỗ quải ha, tức là những cái ngày kỷ niệm được cái đó, thì phải thuyết pháp nè, cầu siêu nè, rồi bố thí nè, phóng sanh nè, thì cái kẻ mắt người còn mới được lợi ích. Còn nếu mà chúng ta không làm được cái điều này thì chúng ta cũng phải làm sao cho nó thể hiện cái tinh thần hiếu đạo của cái người nhận thức được qua lời Phật dạy. Còn đằng này mình làm mà trái ngược lại thì làm sao hiếu được cái đồng đạo. Cho nên chỗ này Đức Thầy dạy chúng ta rất là rõ là gì, làm tuần gà gũ sinh sang rồi thì chửi lộn mà ăn nói gì, cái này không ăn được. Mình cầu cho cha mẹ được siêu thoát, nhờ Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh thì cực lạc, mà cái này không có giảng sanh được đâu quý ông đạo. Bởi vì mình tâm mình không có thành, bởi vì nhờ cái lòng hiếu thảo của người con thành tâm cầu nguyện thì ông bà cha mẹ mới siêu thoát được. Còn cái người con là đóng cái vai trò rất là quan trọng, mà người con mà kiểu mà lơ là thì mời đồng đạo dù cho có đông về đi nữa cũng không có hiệu quả. Quan trọng là cái người con có tâm thành hay không mới có kết quả cho người thân của mình, cho cha mẹ của mình. Vì thì hôm nay Đức Thầy dạy là nhân sanh hiếu nghĩa, tức là cái hiếu đó là cái bổn phận người con đối với ông bà cha mẹ.
chúng ta phải làm sao phải đền đáp cái công ơn của cha mẹ. Mà chính điều này Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta rất là rõ ràng trong giáo lý, đó là hôm nay đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta đã quy đọc Phật rồi, chúng ta đã hiểu được qua lời Phật dạy, thì mình phải biết được cái công ơn của cha mẹ, chúng ta phải đền đáp bằng cách đó là gì? Đức Thầy dạy mình trong cái ân tổ tiên cha mẹ đó, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay là phải, ta ráng cố gắng chăm chỉ nghe lời, cho nên sao đáng làm việc lòng cha mẹ nè. Nếu cha mẹ có làm điều gì làm lẳng cái nhân đạo, ta phải gắng hết sức tìm cách kêu lên ngăn cản, chẳng thế ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền. Còn đối với đền ơn tổ tiên thì đừng làm điều gì tồi tệ đến người tông môn. Nếu tổ tiên ta có làm điều gì sai lầm gieo họa đau thương lại cho con cháu thì sao? Ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa để rửa nhục tổ đường. Đó là cái bổn phận của người con đối với ông bà cha mẹ, đối với tổ tiên. Đó gọi là hiểu. Vì thì chúng tôi chỉ sơ lược, bởi vì cái thời gian thì nó có hạn luôn đó. Thì nhân sanh hiếu, bên cạnh đó là cái nghĩa. Nghĩa là gì? Nghĩa tức là ở đây cái chữ nghĩa đó, theo cái chữ nghĩa thì ở đây tức là cái người làm cái việc gọi là gì? Thể hiện với cái tính gọi là đạo đức, với cái tính thương người, giúp đỡ mọi người trong cái cuộc sống này để đền trả những cái ơn nghĩa mà mình đã thọ. Như vậy thì ở đây cái nghĩa là chỉ cho cái người có cái bổn phận trách nhiệm để mà chúng ta đó là giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chia sẻ những cái sự khó khăn trong cái cuộc đời này, giúp với nhau thì gọi là cái ăn nghĩa qua lại với nhau. Nhưng mà muốn nói rộng hơn đó, cái nghĩa ở đây tức là chỉ cho là chúng ta phải đền trả, đó là gì? Ngoài cái việc chúng ta đền trả ân tổ tiên cha mẹ, bên cạnh đó chúng ta còn phải làm về cái nghĩa, đó là ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Đây là cái nghĩa đây. Mà Đức Thầy dạy là Đức Phật Thầy Tây An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm sao hiểu nghĩa nè, là phải có bốn điều ăn. Ta cần phải hy sinh cái lỗ mong làm chọn. Như vậy thì hôm nay chúng ta muốn đền trả được cái nghĩa thì chúng ta phải là biết được cái công ơn của đất nước. Hôm nay tôi và quý vị mình ngồi trong cái hội trường này, mình được là quạt gió nè, mình được cái hội trường mà nó rộng rãi như thế này, rồi là được đầy đủ cái điều kiện, nào là ghi hình, nào là quý vị đồng đại chúng ta đã ngồi đây để rồi mình đã tham dự cái buổi thuyết giảng mà nó long trọng như thế này. Chúng ta phải nghĩ rằng là mình nhờ cái ơn đất nước rất là lớn, mình được ngồi yên tĩnh như ngày hôm nay là cái công ơn đất nước rất là lớn. Nếu không thì sao? Giờ này mình không có được ngồi đây đâu quý vị. Mình ngồi ở đâu? Mình không có ngồi ở đâu hết mà mình núp trốn kiếm cái chỗ nào bị bom đạn khói lửa ngập trời á. Quý vị biết bây giờ mà Israel Palestine bây giờ đó chiến tranh với nhau, quý vị có ngồi yên không? Còn mình hôm nay đất nước mình được hòa bình, độc lập, thống nhất đây, chúng ta thấy rằng cái công ơn đất nước rất là lớn. Mình đi ngang qua những cái nghĩa trang liệt sĩ đó, quý vị thấy làm sao? Ta để cái bảng gì? Đời đời nhớ ơn gì? Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đó hy sinh. Tức là chúng ta phải biết rằng những người lớp lớp người nằm xuống đây để đi gì? Để bảo vệ cái tổ quốc này nè, để bảo vệ cái hình công chữ S này được cái màu xanh biếc như ngày hôm nay này. Chúng ta được hòa bình, độc lập, được an vui, được hạnh phúc, đây là nhờ các gì? Các anh chiến sĩ, các anh liệt sĩ đã nằm xuống để rồi bảo vệ cái nền độc lập cho mình đấy. Cho nên hôm nay mà chúng ta có được cuộc sống này, mình phải nhớ hơn đất nước, mình được quân đảo à. Chứ không phải mình có được cuộc sống này nói mình nghĩ rằng đó là tôi có gì đâu, tôi đâu có thọ ơn đất nước gì đâu. Tôi sống là tôi chỉ tự lực, tôi tự tạo mà, đâu có thọ ơn đất nước. Xin thưa, nếu không có ơn đất nước thì hôm nay tôi nói với vị mình nè, Đức Thầy dạy đây, ta sanh ra thì nhờ tổ tiên cha mẹ, sống là nhờ gì? Mình sống đây là nhờ gì? Nhờ đất nước quê hương hưởng những tắc đất, ăn những ngọn cao đây. Muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy sao? Bổn phận phải bảo vệ đất nước. Rõ ràng là chúng ta sống đây là nhờ hưởng những tắc đất, ăn những ngọn cao. Mọi người biết tắc đất là gì không? Tắc đất tức là không phải là nó tắc đất là mình có đất mình mới hưởng. Tôi không có công ruộng nào hết trơn cho nên tôi đâu có hưởng đất, ăn đất nước gì đâu tắc đất. Xin tôi không phải. Tắc đất là mọi sự sinh hoạt đi đứng qua lại tới lui thì chúng ta đã thọ rồi. Bây giờ quý vị nghĩ coi đó, bây giờ mình có đường xá, được là láng nhựa, được thông thoáng như thế là nhờ đâu? Trước đây đó đất nước mình đang chiến tranh đó, quý vị biết qua rồi cái vấn đề mà chiến tranh mà vừa dứt đó thì đất nước mình đang còn nghèo. Quý vị biết đường xá đâu phải như ngày hôm nay đâu, đi rất là khó khăn. Lúc cái thời tôi mình đi học đó, quý vị biết là dí dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gành khó đi. Đi học có bữa là nghỉ học luôn, tại vì bắt cầu tre mà từ nhà ra trường là 2.5 cây số. Quý vị biết là nước ngập lúc đó đâu có đường xá gì đâu, tháng nước lên này là đi cầu tre không á, rất là khó khăn. Còn thời buổi hiện nay sao? Lên xe là tới chỗ, lên xe là tới chỗ, điều kiện đâu đó rồi đầy đủ à. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đó là chúng ta nhờ đất nước rồi. Còn ngọn gao là gì? Tức là những cái gì nuôi sống cho bản thân mình, đó là
Những cái gì mà làm cho mình được no ấm đó là chỉ cho ngọn gao đó quý vị. Tắt tắt ngọn gao mà chúng ta hôm nay hưởng đây. Nói chung là chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay, đó là mình phải nhớ cái công ơn của đất nước. Nhờ cái công ơn đất nước đó. Quý vị biết là giờ này đó các anh chiến sĩ hải quân đó, người ta đâu có nghỉ ngơi như mình đâu. Từng giờ, từng phút, từng giây, từng đêm người ta canh gác ở cái biên giới. Như thí dụ như là trên những cái lưng núi ta đi tuần tra biên giới, ta đi sáng đêm ta đâu có nghỉ, để canh gác, để giữ những cái lãnh thổ cho mình đây, hòa bình độc lập cho mình đây. Rồi những anh ở ngoài hải quân ở ngoài biển đó, ở trên những cái nhà vàng ở dưới có mấy mét vuông à, đâu có đất cát gì đâu, cắt cái nhà vàng giữa biển á, rồi lên đó ở đó vậy đó, rồi đất ra đem từ cái ngụm đất ra đó trồng rau để sống này kia nọ. Đến cái ngày Tết quý vị biết mình trong này mình được đi chơi vui chơi này kia nọ, mình nghĩ rằng là mình sung sướng lắm phải không? Nhưng mà các anh hải quân đó là sao? Ngày Tết đó quý vị biết là cực khổ vô cùng, ở trong này đem quà ra để chúc Tết mà đem quà ra không có chúc được, mưa gió rồi lớp nào sóng gió tàu không có cập lên được cái nhà vàng, tập cập vô nó sập cho nên không có tấp được thì sao? Chừng nào qua đợi sống lặng với im rồi qua Tết mất rồi, có được ăn hưởng như mình, có được hưởng Tết như mình không, có được hưởng cái mùa xuân như mình không? Người ta hy sinh gì đâu, vì độc lập, vì tự do cho đất nước của quý đồng đạo. Mình ở đây mình hạnh phúc và mình nghĩ rằng không có gì hết, nhưng mà xin thưa quý đồng đạo, chúng ta thấy rằng những cái người đó đã sao đổ công sức cho mình, phải là đương đầu với đàn tên với mũi đạn để mà bảo vệ cái lãnh thổ cho mình đó. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn mới được chứ. Vì hôm nay bổn phận cái người công dân chúng ta phải đền ơn đất nước, mà đền ơn đất nước bằng cách nào? Phải tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thoáng như chưa đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh, đừng làm việc gì sơ sức đến nỗi phải làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho cả ngoài địch gây sự tổn hại đến đất nước. Mình đi ra đường mình gây gối trật tự, mình gây gối an ninh công cộng này kia nọ, mình thấy mình có đền ơn đất nước không? Rồi mình đó là tạo hiệu ứng này kia nọ, là đó là chúng ta phản lại đất nước của mình, làm cho trở ngại trên cái con đường mà để phát triển đất nước. Cho nên chúng ta đền ơn đất nước là đừng giúp sức cho cả ngoài địch gây sự tổn hại đến đất nước, đó là ta đền ơn đất nước. Cho nên mình làm cái gì giúp cho đất nước phát triển chúng ta làm. Đức Thầy dạy mình nè, bây giờ phải cần kiểm soát chắc lo làm ăn nè, và lo tu hiện chân chắc nè, đó là chúng ta thực hiện đúng qua lời dạy Đức Thầy đó. Vừa lo làm ăn để giúp kinh tế ổn định, xóa đói giảm nghèo, lá lành đùm lá gách đùm lá nát đùm lá te tua, phải không? Mình làm ăn để có kinh tế để giúp đỡ mọi người, để bổ thí giúp đỡ cho những người nghèo khổ, đó là chúng ta để thể hiện qua cái tinh thần đền ơn đất nước. Nè, như thưa quý đồng đạo, cảm ơn quý chúng ta vì nói cái này nó hơi căng quá hả? Xin thưa quý đồng đạo, như vậy thì ngoài cái việc chúng ta đền đất nước, bên cạnh đó còn đền ơn Tam Bảo quý đồng đạo à? Cái công ơn Tam Bảo rất là lớn lao đối với chúng ta. Hôm nay mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình phải biết được cái công ơn Tam Bảo chứ. Công ơn Tam Bảo đó là Phật Pháp Tăng, nhờ Phật Pháp Tăng thay mở chốt cho mình nè. Hôm nay chúng ta có được đạo đức, nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là vọng. Đó là mình nhờ đâu? Nhờ Tam Bảo, nhờ Đức Thầy mình. Tôi nói với đồng đạo mình, nếu hôm nay mà mình không có giáo lý Đức Thầy đó, tôi dù vậy mình không biết được đường đâu mà tu. Mình mù mờ vậy lắm, mình gặp ai mình cũng chạy theo, ai mà mình thấy mà người ta giỏi, người ta hay, người ta có tài phép gì đó, hay là có cái gì đó, cái mình đâu có biết là chánh tà chân vọng gì đâu, mình cứ chạy theo. Tôi nghĩ rằng đó, những người mà người ta chạy theo những cái hiệu ứng này kia nọ đó, mình cũng phải nói mình thông cảm, tại vì người ta chưa có hiểu chưa dựa vào đâu hết. Còn mình hôm nay may mắn là mình có giáo lý Đức Thầy đó, cho nên mình biết được là nhận định được đâu là đúng đâu là sai liền à. Nhờ nương vào giáo lý Đức Thầy, đồng thời mình tin rằng Đức Thầy mình là Phật đó. Xưa nay không có mấy cây dương chẳng có Phật gì thì xuống đây. Chính vì thế mà mình quy được Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình hiểu được qua cái lời Phật dạy, biết được đâu đúng đâu sai, đâu chánh đâu tà, biết được đâu khổ đâu vui, để mình tìm con đường giác ngộ, để mình được không còn luân hồi sinh tử khổ đau nữa, là nhờ Tam Bảo chứ nhờ đâu, nhờ Đức Thầy chứ nhờ đâu. Vì bố phận mình phải làm sao đền ơn Tam Bảo, đền ơn Thầy Tổ mới được chứ. Mà muốn đền ơn Tam Bảo, đền ơn Thầy, mình đền ơn sao? Xin thưa quý đồng đạo, muốn đền ơn Tam Bảo Phật Pháp Tăng, muốn đền ơn Thầy thì chúng ta phải làm sao? Phải là tiếp tục khai thông nền đạo đức mà Đức Thầy dạy. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức từ nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt chụp kẻ xa cơ, và nhất là tiếp tục khai thông nền đạo đức. Mà điển hình hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của xã Khánh Hòa, chúng ta thể hiện trong cái tinh thần đền ơn Tam Bảo đây nè. Bữa nay tổ chức tuyên truyền thuyết giảng, đây là để gì? Để chúng ta thể hiện qua tinh thần đền ơn Tam Bảo. Và đồng thời đồng đạo chúng ta hôm nay trở về đây cũng là thể hiện tinh thần đền ơn Tam Bảo nè. Chứ bữa nay mà không có ban tổ chức, bữa nay mà không có quý đồng đạo đến đây dự, thì tôi đứng đây nói chuyện với ai?
không vậy? Cho nên bữa nay là quý vị đã thể hiện qua tinh thần đền ơn Tam Bảo rất là lớn, cái công ơn Tam Bảo con thầy tổ đó nè. Vì chính là quý vị là những cái hạt gạch để mà kết nối, những cái viên gạch để mà kết nối xây dựng.
khẩu, cho nên không có nói chuyện. Tình khẩu không nói chuyện, đang ý nói là mình không phạm tội. Xin thưa quý đồng đạo, cái khẩu không nói chuyện nhưng mà cái hành động quấy thì sao? Cái khẩu không nói chuyện nhưng mà cái ý nghĩ quấy thì sao? Phải không quý vị? Cho nên đừng có nói là tịnh khẩu là không có tội. Xin thưa không phải. Thấy không? Vì chúng ta phải tịnh khẩu là hiểu được cái tịnh khẩu là như thế nào. Tịnh khẩu là cái lời nó lành, là nó thiện, là nó phải, đó là tịnh khẩu. Tịnh khẩu không phải là không nói. Tịnh khẩu là được quyền nói nhưng mà nói lành nói thiện, đó là tịnh khẩu. Chứ đâu phải là tịnh khẩu là làm thinh không nói. Có ba cái quyền này quý vị biết là tu cho nó mau đi, cho mau đắc đạo, cho nên tịnh khẩu. Vô ngồi với nhau, ba anh em hứa nhau là mình tịnh khẩu, mình tu cho nó ngon nha. Quý vị biết vô ngồi tịnh khẩu rồi ngồi chung với nhau, thiền định với nhau, mà trong cái khi giờ đó giờ tối 7-8 giờ tối, cái ở đâu biết gió thổi tới lớp nào đó là giông mưa này kia nọ nó ào ào tới đi. Cho nên lúc này tịnh khẩu mà giờ ngồi em vui vậy nè mà gió nó tới, giông nó tới rồi sao giờ? Cái nó ở trong nhà biết đâu, coi lấy ba cái đồ vô. À, ông đầu tiên nói lấy ba cái đồ vô. Cái ông kế bên ông Kiều ông nói đã tịnh khẩu mà còn nói chuyện nữa. À, cái ông thứ ba ông nói nãy giờ hai anh nói chuyện tôi không nói gì hết nghe. Như vậy có tịnh khẩu được không? Vậy ba ông này có là tịnh khẩu không? Cái ông thứ nhất thì ông nói mơ lấy đồ vô. Cái ông thứ hai ông nói đã tịnh khẩu mà còn nói chuyện. Cái ông thứ ba ông nói nãy giờ hai anh nói không tôi không nói à. À, như vậy thì có tịnh khẩu không? Chứ nếu biết là tịnh khẩu ở đây chúng ta phải làm sao? Phải nói những lời nói lành, những lời nói thiện, đó là tịnh khẩu đó. Tức là mình thanh tịnh cái miệng của mình, là cái lời nói của mình là sao? Thầy nói là sao? Khi thốt ra là sao quý vị? Đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quên đeo đắp. Cho nên thầy dạy mình đó là khi mình nói chuyện đó phải lựa lời tiếng dịu dàng. Tức là lựa cái lời nói của mình nó phải dịu dàng, mà dịu dàng đâu mà chưa đủ nữa nghe quý vị. Dịu dàng chưa đủ đâu, mà còn phải trong sạch nữa mới đủ. Còn có đôi khi dịu dàng, nghe cái tiếng dịu dàng nhiều khi đối với dòng đạo mình dịu dàng mà trong đó chứa rau răm không à, nguy hiểm chưa lắm. Cái lời nói ngọt ngào, anh ơi tôi thương anh lắm, chị ơi tôi thương chị lắm, nhưng mà vuốt ve ngọt ngào, nhưng mà bên trong nó ẩn ý, bên trong những cái ý là tính toán trong đó, thì cái này chưa phải là trong sạch. Không, dịu dàng nhưng mà còn phải trong sạch. Khi thốt ra thì phải đoan chánh hiện từ, tích tự thì còn có bất cứ phước dư nè. Cho nên chính vì thế mà Đức Thầy dạy chúng ta qua cái vấn đề khẩu nghiệp. Đó là chúng ta tịnh được cái khẩu nghiệp, đó là chúng ta nói lành, nói những điều nó phải, mà nói tối ngày cũng được, nói từ sáng tới chiều cũng được, mà nói sao đem lại đoàn kết nè, đem lại cái sự hài hòa nè, đem lại cái tình thương yêu nè. Đừng có nói sự chia rẽ mất đoàn kết, đừng nói thị phi, thì đó là chúng ta tịnh khẩu nghiệp. Thế vậy đó là tu cái khẩu. Bây giờ tới cái ý mình. Ý mình nghĩ, nếu mà chúng ta không khéo thì sao? Cái ý của mình nó nghĩ đủ thứ hết. Nghĩ gì? Tham, sân, si, nghĩ những chuyện hơn, thua, ganh, ghét, tị hiềm đủ thứ. Hôm nay chúng ta tu, chuyển đổi lại cái ý của mình, đó là gì? Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sự như tư tưởng, đó là cái ý đó. Tìm cách đánh đổi những tư tưởng xấu xa, đem thay vào tư tưởng ôn hòa đạo đức, đó là chúng ta tu cái ý. Vậy chúng ta đánh đổi những tư tưởng xấu xa, đem thay vào tư tưởng ôn hòa đạo đức, đó là đổi cái tư tưởng mình lợi với đồng đạo. Chưa tu thì cái tư tưởng muốn nghĩ gì nghĩ, nhưng mà tu rồi phải đổi lại cái tư tưởng đó là không được như quay, mà nghĩ những điều lành, nghĩ những điều tốt. Cho nên trong đó là kinh thi có nói đó, tức là của Khổng Tử đó, ông nói là tam thiên bách tế thi tư vô tạc. Tam thiên tức là gì? Trong 3000 kinh thi đó, trong gọi là tam thiên bách tế thi, tức là trong 3000 kinh, trong 3000 kinh thi đó, gọi là tam thiên bách tế thi. À, trong 3000 thiên của kinh thi, trong 3000 thiên của kinh thi chỉ có 3 từ thôi, đó là gì? Tư vô tà. Trong 3000 thiên của kinh thi mà chỉ gom là có 3 từ thôi, có 3 chữ thôi, đó là tư vô tà. Tư là suy nghĩ, vô là không, tà là quấy, thì tư vô tà là không nghĩ quấy, chỉ có 3 từ đó thôi. Nói cho nhiều, nói cho đủ thứ này kia nói, nhưng mà không ngoài gom lại cốt lõi đó là tam thiên bách tế chi tư vô tà. Trong 3000 thiên của kinh thi chỉ có 3 từ đó là không nghĩ quấy. Như vậy thì hôm nay nếu cái người tu mà không nghĩ quấy, không khởi tư tưởng quấy, đó là mình tu cái ý đó. Không biết rằng cho nên thầy dạy đó là, đó là chúng ta tịnh được tam nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Như vậy thì hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta làm sao, mình phải làm sao là cái tư tưởng của mình đó, chúng ta phải hàng phục, phải kiểm soát được tư tưởng của mình, không để cho nó khởi lên những cái tư tưởng quấy, những cái tư tưởng ác, thì đó là mình tu cái ý. Thì hàng ngày mà biết kiểm soát tư tưởng mình, đó là tu cái ý đó quý vị. Còn hàng ngày mình để cho nó tự tung tự tác, nó nghĩ gì nó nghĩ, nó nhớ gì nó nhớ, thì cái đó là do này chúng ta không kiểm soát được tư tưởng, đó là mình không có tu kỹ.
Như vậy hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là gì? Nhân sanh hướng nghĩa dĩ di tiên, hành thiện. Đó là chúng ta tu vào cái nghiệp. Và bên cạnh đó thì chúng ta hành thiện ở đây, chúng ta tu ba cái nghiệp này ở đây đó, thì chúng ta nương vào ba cái nghiệp này nè. Tức là gì? Tức là chúng ta tu ba cái nghiệp này là gì? Thân mình đó thì không sát sanh thì mình làm việc lành, bố thí phóng sanh. Nãy giờ chúng tôi nói đó, bắt cầu bồi lộ đi làm phước thiệt đó. Rồi khẩu mình không nói quấy, mà mình đem những lời đạo đức, đem những lời giá trị để mà đem lại cho mọi người. Ý mình không nghĩ quấy, tức là ý chúng ta lúc nào luôn luôn cũng nghĩ tốt, cũng nghĩ những cái điều thánh thiện, những cái điều lành, thì đó là chúng ta tu cái ý, thì đó là chúng ta tịnh được ba cái nghiệp, thì đó là chúng ta ra hành thiện. Bên cạnh đó tri kinh. Tri kinh là gì? Chữ tri ở đây đó là chữ tri này là tri là biết quyến đạo, chứ không phải là chữ trò ui. Ui đó là tri là ngược đuổi, còn chữ tri này là tri là biết. Trong cái bài này là chữ tri này y ngắn. Tri kinh tức là biết, là hiểu. Tri kinh là hiểu kinh, là biết kinh. Nếu cái người tu mà không hiểu không biết thì không thể nào tu được. Cho nên đạo Phật, Đức Phật nói đó, đến với đạo Phật, đến với ta để hiểu, đến với đạo Phật để hiểu, để thấy, để biết, chứ không phải đến mà để mà mù mờ không biết gì hết. Thì cái này thuộc về là mê tín. Đến mà chúng ta không hiểu không biết gì hết thì đến cái này là thuộc về gì? Tức là phong trào, thuộc về là ăn theo. Vì chúng ta không biết mà Đức Phật nói là sao? Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo và ta vội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội giả lập bàn thờ Phật, mà ta chưa hiểu ông Phật như thế nào, tại sao ta phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, càng tu càng thờ bao nhiêu, càng tỏ cho thiên hạ thấy rõ ta mới tin bao nhiêu. Rõ ràng như vậy, đạo Phật đến để mà biết, đến để mà hiểu, đến để mà thấy. Thấy bằng cặp mắt trí tuệ, thấy bằng chánh kiến qua cái lời Phật dạy. Cho nên mình may mắn vô cùng là hôm nay chúng ta hiểu được giáo lý Đức Thầy, học được giáo lý Đức Thầy rồi, chúng ta sẽ thấu được tất cả, thẩm thấu được tất cả mọi sự vật hiện tượng thế gian này, không có bị lầm lạc. Cho nên vì vậy mà khi mà hiểu được giáo lý Đức Thầy rồi sao, người ta không bị lầm lạc. Cho nên sao? Chẳng luyến chẳng sao ảo ảnh gạt lường. Ta biết nó là ảo ảnh rồi, nó chỉ là lường gạt thôi. Ta không bị rắm nhiễm, ta không bị rắm trước, ta không bị mê sai. Chính vì thế người ta làm chủ được cuộc đời này. Do nữa đó mà nhờ học hiểu giáo lý đó là tri kinh, là phải hiểu được là Phật dạy. Còn đằng này mình tu mà mình không hiểu gì hết thì cái này là thuộc về mê tín đó. Mình tu mà mình không hiểu giáo lý này, Đức Phật dạy mình như thế nào, Đức Thầy dạy mình như thế nào. Nhiều khi người ta nói nó sai với chân lý mà mình không hiểu đó, mình ùa theo nó, cái này là coi như mình quá ư là mình gọi là mình không nhận thức được là Phật dạy, mà mình chỉ chạy theo phong trào thì cái điều này không được. Tu như thế là không thành đạo, tu như thế là không giải thoát. Cho nên Đức Thầy khẳng định cho mình là phải là cái người tu phải là hành thiện, rồi là phải tri kinh, phải biết được qua là Phật dạy. Mà muốn tri kinh thì phải sao? Bữa nay đây ban tổ chức cũng thể hiện qua cái chỗ tri kinh nè, quý đồng đạo mình đến đây tham dự cũng là tri kinh đây nè. Tức là chúng ta học hiểu nghĩa lý của là Phật dạy để chúng ta hành nè, gọi là tri kinh. Tri kinh là biết được là Phật dạy. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải có học giáo lý, có học giáo lý, có hiểu giáo lý, đó là tri kinh. Cho nên Thầy dạy là ta yêu chúng sao nữa, viết ra giảng kệ. Đây là kinh đó quý vị à. Giáo Đức Thầy là kệ, cái Đức Thầy là kinh. Đức Thầy dạy sao? Ta thừa dân sắc lệnh thế tôn cấp hạ giới truyền khai đạo pháp, tùy phong quá dân sanh phù hợp sao, chấp đức thần tạp bổn kinh. Cho nên giáo Đức Thầy là kệ, mà giáo Đức Thầy là kinh đó. Hay là chỗ khác Thầy dạy là, Đức Thầy nhắc cho mình thấy nè, Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Để sao nữa? Dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì con. Sách kinh là sách, là chỉ cho của Khổng Tử, của lão giáo gọi là sách, mà kinh là chỉ cho Phật. Bởi vì sách thánh hiền để lại biết bao sao trai gái cho con mà sửa nè. Sách là chỉ cho lời của Khổng Tử, mà kinh là chỉ cho lời Đức Phật. Vì dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Vì hôm nay chúng ta phải làm sao? Hành thiện tri kinh, là phải biết kinh, là phải hiểu được giáo lý Đức Thầy. Còn mình không hiểu giáo lý Đức Thầy rồi đó quý vị đồng đạo, mình coi chừng mình tu đó, coi chừng là nửa đường mình bán đồ nhiêu phế á. Tu thời gian sao không thấy gì hết, tu thời gian rồi đó coi chừng mình nghe ở bên ngoài ta tác động rồi. Có đôi khi đó ta nói là đạo Phật giáo hòa hảo là tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, chỉ tu làm đạo con người thôi, không có thành tiên tác Phật, không có giải thoát gì hết. Mình không hiểu giáo lý, nghe ta tác động có đôi khi chúng ta thấu chí năng lòng. Còn mình hôm nay mình hiểu được giáo lý, mình là con trong nhà, mình biết được cái gia tài của ông cha mình để lại là bao nhiêu, mình hiểu được gia tài đó giá trị như thế nào thì sao? Đâu có ai mà gạt lừa mình được, đâu có ai mà đánh đổi mình được. Cho nên hôm nay bổn phận mà là người tín đồ phải làm sao? Phải hiểu được cái nghĩa lý trong lời Phật dạy, cho lời giáo lý Đức Thầy dạy.
Cho nên gọi là hành thiện tri kinh là phải học giáo lý, phải học đạo mới được đúng đạo. Vì vậy thầy dạy là ta yêu chúng giết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mà hầu tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Thì chúng ta tìm hiểu nghĩa lý để chúng ta ứng dụng, gọi là làm theo. Thì có học giáo lý mới hiểu giáo lý, mà có hiểu giáo lý đúng chúng ta mới hành đúng, mà hành đúng thì mới đạt được cái lợi ích, kết quả đó là giải thoát. Còn nếu không hiểu lấy đâu hành, mà không hiểu thì không lấy đâu hành, thì hành không đúng, mà hành không đúng thì sao, thì không bao giờ giải thoát được. Cho nên chính vì thế mà chúng ta phải làm sao, phải cố gắng, đó là tri kinh, là phải biết kinh, là biết cái lời Phật dạy, biết cái lời được thầy chỉ dạy. Thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải làm sao, mình phải là học hiểu giáo lý. Mà hôm nay điển hình là cái chương trình thuyết giảng này để giúp cho tôi và quý vị mình đây, để mình cố gắng nè. Nhờ cái buổi thuyết giảng này hôm nay, nhờ ban tổ chức thuyết giảng, thì anh em đội ngũ giáo lý gì chúng tôi sao về gắng cố gắng nghiên cứu học tập để nâng cao cái trình độ hiểu biết của mình về giáo lý, mà cũng là giúp bích cho mình, vừa là nâng cao trình độ mà vừa áp dụng trong đời sống tu tập của mình. Mình hiểu mình phải thực hành chứ, biết làm đâu mà có ứng dụng thực hành mới đạt được kết quả chứ, mình mới an lạc được. Còn mình không hiểu, không có biết cách để thực hành làm sao an lạc được. Cho nên quý vị biết rằng là mình học giáo lý đó, quý vị biết mình đọc giáo lý mà mình thâm nhập được giáo lý thì sao, cái tâm mình nó an vô cùng, cái tâm mình nó hạnh phúc vô cùng. Khi mình thâm nhập được lời Phật dạy rồi nó an lắm, nó hạnh phúc lắm. Còn cái người mà học giáo lý mà không thâm nhập không an đâu. Cái người mà ngồi nghe giáo lý tại đây thôi, trong hội trường thôi, nếu chúng ta không thâm nhập là thì sao, nó không có an, nó mắc an lắm, ngồi đây cho nó bực bội lắm. Nó khó chịu là gì, tức là mình nghe không thấm. Còn nghe mà thấm rồi sao, đạo hiểu rồi sao quý vị, ngon tợ gỏi đem, mùi đạo gì làm sao, gỏi đem có sánh luôn. Khi mà chúng ta thâm nhập rồi, đặt câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải gắng sưu tầm. Chúng ta nếm vô, chúng ta thấy cái hương vị nó ngon ngọt rồi, nó thấm vô trong con người của mình rồi, thấy nó an nhiên vô cùng. Cho nên chúng tôi thường nói hoài đó, trong kinh pháp cứu đức Phật dạy đó, cái người mà thâm nhập được Phật pháp rồi chẳng khác nào như là cái người này nếm được cái hương vị của canh, cái tô canh mà để đó mà mình múc, mình nếm được cái hương vị của canh, mình biết được nó ngon ngọt. Còn cái người mà không thâm nhập được Phật pháp chẳng khác nào như cái muỗng mà để trong tô canh vậy thôi. Cho nên trong kinh pháp cứu đức Phật dạy đó là cái người mê dù trọn đời gần thân cận người trí, không thâm nhập Phật pháp như muỗng với vị canh. Người trí chỉ một khắc, gần thân cận người có trí, thâm nhập được Phật pháp như lưỡi với vị canh. Tức là cái lưỡi mà nếm được hương vị của canh thì thấy nó ngon, biết hương vị của nó. Còn mà cái muỗng mà để trong tô canh, quý vị biết để một cái muỗng thôi chứ không có ý nghĩa gì hết. Mặc dù là tiếp cận với canh nhưng mà cái muỗng nó không có giá trị gì hết, không hiểu biết gì hết. Thấy quý vị? Cho nên cái Phật pháp nó có chỗ này. Tức là chúng ta phải tư duy quán chiếu, phải lắng lòng mới thấm thấu được qua lời Phật dạy. Chính vì thế mà tri kinh là phải biết, phải tư duy, phải quán chiếu. Phải có văn huệ, phải có tư huệ, phải có tu huệ. Chứ không có văn huệ, không có tư huệ thì lấy đâu mà tu huệ đạt được. Mà trên cái mặt văn huệ đây là phương tiện của đồng đạo à. Cần phải tư huệ, mà tư huệ khi hiểu rồi cần phải tu huệ nữa. Chứ không phải văn huệ, tư huệ là đủ đâu. Nói chuyện đứng trên diễn đàn này đừng có thấy giáo lý viên Phạm Trung Cang hay là giáo lý viên đó Nguyễn Ngọc Trưởng nói chuyện thao thao, nghĩ rằng là mấy ông này chắc siêu lắm, mà tu tập chắc cao lắm, mà xin thưa chưa chắc. Nếu mà Phạm Trung Cang, Nguyễn Ngọc Trưởng mà không có tu tập, không ứng dụng thì không kết quả gì hết chứ đạo à. Chỉ có văn huệ tư huệ mà không tu huệ thì không thể nào thành tựu đạo quả được. Chẳng khác nào như là đọc cái to hút mà thôi. Mà bệnh mà sốt mà đang sốt cao 40 độ mà cứ đọc paracetamol hạ sốt giảm đau, paracetamol hạ sốt giảm đau thì chưa chắc là hạ sốt đâu, mà đọc càng nhiều càng sốt thêm. Phải uống nó mới hết sốt. Đằng này không uống thuốc thì không bao giờ hết sốt được. Vì cái người tu mà học thì giáo lý chúng tôi phải ứng dụng mới đạt được. Như ngày xưa mà ông A Nan quý vị biết, tam tạng kinh điển của Phật làm điều rõ thông hết phải không? Mà Đức Phật nói cái gì là ông đều nhớ hết. Ông gọi là Tổng Trì Đà La Ni. Những lời Đức Phật nói ra ông đều thâu vô hết như cái máy thu băng. Những cái cử chỉ của Đức Phật như thế nào là ông đều nhớ không sai một nét. Đức Phật cái cách Đức Phật đưa tay như thế nào, Đức Phật nở một nụ cười ra sao, cái gương mặt cử chỉ, cái thái độ, cái phong cách của Đức Phật như thế nào là ông đều biểu cảm lời y gan gì hết, độc đáo gì. Chẳng những là cái chân lý lời Phật dạy ông đều nhớ, mà chẳng những là cái cách thức hình thức Đức Phật như thế nào ông đều làm lại y gan gì. Thấy nó độc đáo không? Nhưng mà ông có đắc đạo không? Đắc đạo không có gì? Xin thưa không có đắc đạo. Ông A Nan ngay lúc bấy giờ mặc dù là thâm nhập qua lời Phật dạy, là Phật nói gì ông đều hiểu hết, nhưng mà không có thực hành, không có ứng dụng. Cho nên chính vì thế mà khi ngay cái lần mà kết tập kinh điển đó, ông không được vào pháp hội. Cái người nào được chứng quả A-la-hán liền hết cái lậu hoặc thì mới được vào trong pháp hội. Ông còn, cho nên ông đâu vô được. Chính vì thế mà nhờ ca diếp khai thị cho ông mới quay trở về bên trong để tu tập.
Ngay lúc đó ông Toàn Hộ mới được vào pháp hội để kết tập kinh điển. Chúng ta thấy rằng mặc dù hiểu trên trang tự mà chúng ta không xoay vào trở lại bên trong chính mình để tu tập thì không bao giờ đạt được kết quả đâu quý ông đạo à. Hiểu trên văn tự, hiểu trên hình thức mà thôi. Cho nên phải làm sao? Chúng ta hiểu chứ không phải ứng dụng trì hành. Cho nên hành thiện tri kinh là hiểu biết được qua lời Phật dạy, chúng ta phải trì hành. Cho nên Đức Thầy dạy là hành thiện tri kinh đó là chỉ cho cái mặt người hiền. Rồi là hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. À, như vậy thị sĩ hiền tức là cái người có hành thiện có tri kinh ấy là người hiền. Thị sĩ hiền đó là cái người hiền. Thì cái người hiền ngày xưa thì muốn nói hành thiện tri kinh thì muốn nói là nói về đạo nho đó. Thì tri kinh ở đây tức là gì? Tứ thư và ngũ kinh của Khổng Tử. Còn nói về lão giáo thì đó là gì? Đạo đức kinh và gì? Nam Hoa kinh của Trang Tử, đạo đức kinh của Lão Tử. Đây là những người hành thiện tri kinh, trở thành là cái bậc hiền như ngày xưa như là ông Mạnh Tử. Đức Thầy nói nhắc lại nè: danh hiền sĩ non sông náo nức, giả như hồi Chiến Quốc Xuân Thu. Là cái thời Xuân Thu Chiến Quốc, thầy Mạnh ra dùng đạo Châu Du lúc thập bát chư hầu gối loạn. Thầy Mạnh là chỉ cho ai quý vị? Là ngài Mạnh Tử. Ngài học được sách của Khổng Tử mà ngài áp dụng được, cho nên ngài trở thành là cái danh hiền sĩ. Vì thị sĩ hiền tức là chỉ cho cái người hiền sĩ, là cái người có học, cái người có đạo đức, đó là danh hiền sĩ. Vì thị sĩ hiền là chỉ cho cái người có học. Hôm nay vì cái người học qua lời Phật dạy cũng là trở thành cái người hiền nữa nè, cũng gọi là sĩ hiền, là cái người hiền. Thầy tìm kiếm là mục đích tìm kiếm cái gì? Ra đời đây là tìm kiếm cái người hiền quý vị à. Cũng không thèm trọng bạc tiền, dốc quyết lòng tìm kiếm gì? Người hiền mà thôi. Thấy không? Hay là chỗ khác Đức Thầy dạy sao? Khai ngọn đuốc từ bi trí thiện tìm con lành, dắt lại Phật đường. Vậy thì mục đích là tìm con lành, tìm con hiền, tìm cái người hiền. Mà khi cái người đạt đến cái chỗ hiền rốt ráo là hiền gì? Đó chỗ là cư trần bất nhiễm là người thánh, lẳng tục đừng mê. Đó là chứng được bậc hiền, đó là cái hiền rốt ráo. Đó quý đồng đạo. Thì ở đây thì chúng tôi chỉ giới thiệu thôi. Như vậy thôi quý đồng đạo. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là hành thiện tri kinh sẽ trở thành là cái người hiền. Chúng ta có học giáo lý, có hiểu lý thì trở thành là cái bậc gọi là hiền rốt ráo, đó là lẳng tục đừng mê chứng bậc hiền. Vì mình hiểu được giáo lý qua là Phật dạy rồi, mình thấm thấu được rồi. Đời là gì? Đời là giả tạm, là khổ đau. Mà đạo là an vui, là hạnh phúc. Thân tứ đại này là giả hợp, của cải thế gian nó là giả hợp. Thân là vô thường, của cải là quyển quá. Biết được cái gì để chúng ta không mê, không chấp thì gọi là lắng tục đừng mê chứng bậc hiền. Nhờ có học giáo lý chúng ta mới hiểu được cái gì à? Chúng ta mới xác định được cái nào là giả, cái nào là thiệt. Còn không có thâm nhập giáo lý rồi sao biết cái nào giả, cái nào thiệt? Cho thân này là thiệt, cho của cải thế gian là thiệt. Cho nên tôi và quý vị mình từ xưa tới giờ nè, mình chấp nó là thiệt nè, cho nên luân hồi sanh tử ở đây hoài nè. Cứ cho cái ở thế gian này là thiệt, cho nên mình o bế sửa sang dò mài cạo gọt nè. Rồi mình lo cho nó là người tạo không biết bao nhiêu nghiệp, người sanh tử luân hồi. Cho nên ra mình nhờ ý thức được qua lời Phật dạy đây, chúng ta biết được để gì? Để mình là không còn mê nhiễm nữa, từ từ chúng ta rút bỏ thì cuối cùng ta thành công. Vì đó là hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiến huệ phi tiêu đoàn chú nghiệp, Phật tiền hữu nhật chỉnh an nhiên. Còn hai câu cuối cùng bây giờ, tại vì hai cái câu đầu đó là nói về tu nhân và nói về cái vấn đề chúng ta học về giáo lý. Bây giờ cái câu tiếp theo, câu thứ ba đó là gì? Kiến huệ phi tiêu đoàn chú nghiệp. Đây là gì? Kiến huệ đó là chỉ cho cái gì quý vị? Kiến ngày xưa mà thời phong kiến người ta dùng để gì? Để đánh giặc. Gương giáo kiếm được cái đó là cái vũ khí sắc bén để mà dẹp giặc, để mà làm cho đất nước được yên bình, được hạnh trị, được an lạc, được ấm no. Thì hôm nay Đức Thầy dùng cái gươm này gươm gì? Kiến huệ, tức là cái gươm của trí tuệ để chặt đứt dẹt những cái giặc gì? Giặc lòng của mình. Những cái giặc lòng của mình đây, những cái gọi là những cái giặc mà nó đang làm cho mình luân hồi sanh tử đây nè, tham sân si của mình đây nè. Cho nên kiến huệ phi tiêu đoàn chú nghiệp, phi là làm cho nó mất đó quý vị, phi tiêu là làm cho nó mất. Thí dụ như cục phèn, người ta nói phi cái cục phèn này, phi là cho nó tan ra, gọi là phi là làm cho nó mất, làm cho nó tan ra. Còn nếu nó phi tiêu mà giờ phi trào đó quý vị, thì phi tiêu là ta phóng phi luôn cái là chết cả một toán người, người ta đi rất là đông như thế này mà nó phóng phi tiêu ra, cái một là gọi như là cái sẹt ngang cái lầu, biết bao nhiêu là cái phi tiêu nó bung ra làm cho nhiều người chết. Nhưng mà ở đây mình hiểu theo cái nghĩa phi ở đây là làm cho mất, làm cho nó tiêu, gọi là phi tiêu là làm cho mất, làm nó tiêu không còn. Mà đòn chứng nghiệp là gì? Đòn là nhiều, nhiều người tập trung lại thì gọi là đòn.
nhiều cái chướng nghiệp nó tập trung lại, cho nên Đức Thầy gọi là đoàn đó. Như bữa nay mà phái đoàn đi dự thuyết giảng này nè, là phái đoàn là nhiều người, phải không? Cái gì gọi là phái đoàn? Vì cái đoàn của tôi bữa nay đi thuyết giảng, hỏi cái đoàn anh nhiêu người vậy? 20-30 người, 40-50 người, 100 người, ví dụ đó là đoàn. Thì đoàn là chỉ cho số nhiều. Thì đoàn chướng nghiệp tức là chướng nghiệp, coi vậy quý vị, mình từ xưa tới giờ sao mình gây tạo quá nhiều rồi, cho nên nó thành đoàn rồi đó quý vị à, chứ không phải một hai tên lẻ tẻ nữa đâu. Hai tên lẻ tẻ còn dễ hạ nó được, còn này nó đoàn rồi, phải không? Cho nên phải là mài cây gom cho nó bén mới được, cho cây gom lục lục là coi như là không tiêu diệt được nó đâu, phải không? Cây gom mà lục cách mà qua lên cái là nó sao, qua gom lục cách là ma dương nó mỉm cười thôi, chứ nó không có sợ đâu. Là phải qua cây gom cho bén, gọi là qua gom trí huệ, ma dương nó mới hải hùng. Cho nên là phải là cây gom này, cây gom cho nó bén mới được, chứ nó đoạn nó nhiều dữ lắm à, chứ nó không phải là một hai tên nữa. Mà lúc này cái nghiệp chướng của mình gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay nó nhiều lắm rồi. Bây giờ cái nghiệp là gì? Nghiệp do nơi chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần nó tạo thành nghiệp. Cũng như mình làm, người ta hỏi làm nghề gì á, làm nghề nghiệp gì á, nói tôi làm ruộng, là tức là mình thâm niên rồi đó, làm ruộng canh tác lâu năm, ta gọi là nghề nghiệp làm ruộng. Thì nghề nghiệp, nghiệp là cái lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà cái chướng là gì? Chướng là những cái trở ngại trên bước đường tu tập của mình, nó ngăn che, nó trở ngại con đường hành đạo tu tập của mình, đó là chướng. Thì những cái chướng là nó làm cho mình cản cái bước đường tu tập của mình, gọi là chướng. Thì chướng nghiệp là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gây tạo, hôm nay nó cản lại đi chi? Tại vì mình từ xưa tới mình gây tạo quá nhiều rồi, mà hôm nay tu giải thoát rồi, ai trả cái hành nợ này đây? Nó theo nó đội. Nhưng mà hôm nay chúng ta có quyền thay đổi cái nghiệp của mình, quý vị. Quả chưa chỗ, nhân đã có, nhưng mà duyên chưa đến, quả chưa chỗ, chúng ta được quyền thay đổi cái nhân, thấy không? Để mà cái duyên nó không thành tựu được. Còn đằng này mình cứ kết hoài thì cái duyên nó đủ rồi là nó quả nó chỗ liền. Duyên nó đủ là quả nó chỗ. Còn cái duyên nó chưa đủ, quả nó chưa chỗ, chúng ta được quyền thay đổi cái nhân. Trước kia mình làm ác làm gì không biết, hôm nay chuyển đổi lại làm lành tu tập, thì tất nhiên là cái duyên nó không đủ điều kiện để mà tụ kết tụ lại, cho nên nó theo. Mà nó theo mình quyết tâm tu tập vượt qua thì cuối cùng không còn, tan liền, nó tan đi liền. Cho nên chính vì thế mà tôi nghĩ rằng đã đồng đạo mình hôm nay mà mình quyết tâm rồi, bao nhiêu nghiệp chướng nó cũng tiêu tan hết rồi, sao quý vị? Đúng vậy. Thay vì tôi nói thí dụ đi, bây giờ mình trồng cái cây bình bát, bây giờ mình không muốn chỗ lên cái quả bình bát, quý vị chặt ngang liền, quyết tâm chặt ngang cái một đi, đừng có nương, chặt ngang ghép cái cây mãng cầu vô, ghép cái nhánh mãng cầu vô, cuối cùng nó chỗ là cái quả gì? Quả bình bát hay quả mãng cầu? Quả mãng cầu. Vì mình gây nghiệp ác tạo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay chúng ta quyết tâm chặt đứt đi là gì? Cái mê si, cái tham đắm, chặt đứt đi cái ô nhiễm thế gian này, nương về con đường đạo, nương về con đường giác ngộ, đó là cái kiếm đó. Bởi vì cái giáo lý nhà Phật, cái lối thầy đó là cái bước huệ, đó là cái kiếm huệ đó, để mà giúp cho mình phi tiêu. Mình nương về đạo đó là chúng ta nương theo cái bước huệ, nương theo cái trí tuệ, đó là cái kiếm đó, để mà chặt đứt đi những cái nghiệp chướng vô minh phiền não của mình. Thì khi đó thì sao? Chúng ta luôn lúc nào tinh tấn một lòng giác ngộ tu tập, không gây nghiệp, không tạo nghiệp nữa, thì chướng nghiệp này sẽ tiêu tan. Bên cạnh đó mình còn niệm Phật nữa là tan, còn mau nữa gì à? Thầy dạy làm sao? Dạy với Hoàng Châu Bá đó, đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Sao nữa? Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Rõ ràng không? Thiền từ thầy rước lại non bồng. Cơ quý ông bà, thì chúng ta niệm chữ Di Đà nhất định là sẽ tan chướng nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà cứ nhớ niệm Phật như vậy thì sao? Hằng ngày chúng ta niệm chúng sanh cho nên nghiệp nó tụ. Niệm chúng sanh đó là gì? Đó là kết duyên chướng nghiệp. Kết duyên chứ là gì? Vọng tưởng điên đảo khổ đau luân hồi sanh tử. Mà chúng ta niệm Phật đó là gì? Kết duyên cái gì? Kết duyên với con đường giải thoát, con đường giác ngộ, kết duyên với Phật rồi. Cho nên lúc này là nghiệp ma nó tan ra hết. Đằng này mình không lo niệm Phật mà mình cứ lo niệm chúng sanh thì sao? Niệm chúng sanh thì cái nghiệp nó tới, cái quả nó trổ, chúng ta luân hồi sanh tử. Cho nên chính vì thế hôm nay Đức Thầy dạy mình niệm Phật để chi? Để diệt trừ đi cái vọng niệm, để chúng ta tiêu đi cái chướng nghiệp của mình. Vì vậy kiến huệ quy tiêu đoàn chướng nghiệp đó là không gì hơn, đó là chúng ta phải tu tập giới định tuệ, và bên cạnh đó chúng ta niệm Phật. Có giữ giới, có định, có tuệ. Có giữ giới thì sanh định, mà có định thì sanh trí tuệ. Nhất định là chúng ta phát khai trí tuệ. Bên cạnh đó chúng ta nương vào pháp môn niệm Phật thì nhất định là sẽ chặt đứt đi cái chướng nghiệp, tan đi cái chướng nghiệp. Chẳng khác nào hành giả niệm Phật, chẳng khác nào như cái hầm, quý vị biết cái hầm mà bèo nó tụ rồi đó là nghiệp. Quý vị dụng công niệm Phật đó là liền cục đất xuống. Mà dụng công mà quý vị mình dụng công niệm Phật mà ít đó thì cục đất nhỏ. Quý vị niệm Phật càng nhiều chỗ nào cục đất nó càng lớn. Mà niệm chút tủm 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 thì sao? Đó là bèo nó giang ra, bèo nó giang là nghiệp nó tan ra.
như vậy thì mình cứ niệm Phật hoài thì bèo nó tan ra, nó không tụ lại được. Vì chúng ta dụng công càng lớn, chúng ta càng lớn thì sao, bèo nó tan ra càng nhiều. Thì niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thì cuối cùng mãn kiếp hồng trần sao, sanh lạc quốc thổ nhờ niệm Phật, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thưa quý đồng đạo, thì cái thời gian thì đã hết rồi quý đồng đạo. Bây giờ đức thầy giả lành kiến huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, đó là tu tập giới luật là giới định tuệ nè, niệm Phật là tan chướng nghiệp rồi, thì cuối cùng sao, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Phật tiền là gì? Phật tức là chỉ cho đấng giác ngộ. Đó là Phật là chỉ cho gì? Chỉ cho là chỉ cho cái gì vậy? Tức là chỉ cho từ bi hỷ xả, đó là chỉ cho tứ vô lượng tâm và là Phật. Cho nên Phật đó, Phật giả Phật Đà chi tỉnh xưng thị giác ngộ tự tâm cứu độ chúng sanh đạt báo viên mãn. Giả chỉ đức hiệu Phật là tiếng gọi tắt của hai chữ Phật Đà, là đức hiệu của Phật đã giác ngộ tự tâm và cứu độ muôn loài đạt đến quả vị viên mãn, cho nên gọi là Phật. Thì Phật phải có tam giác là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hôm nay chúng ta đã làm xong cái bộ phận của mình, đó là vừa tự giác vừa giác tha thì nhất định là giác hạnh viên mãn. Cho nên kiến huệ quy tiêu đoàn chúng nghiệp thì nhất định là Phật tiền hữu nhật, đó là chỉ cho Phật, đó là Phật tiền là chỉ cho đức Phật của tâm mình đây, Phật của tâm mình hiện ra. Phật tiền tức là Phật tâm của mình hiện ra, tiền là trước ha, hữu nhật tức là có ngày. Như vậy thì Phật tiền ngũ nhật là có ngày Phật hiện ra trước mặt của mình. Chúng ta cứ tu tập như thế, cứ làm lành, cứ chánh ác, cứ là giữ giới, cứ là niệm Phật à, thì nhất định là có ngày Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Đó là Phật hiện ra trước mặt của mình, đó chính là Phật tâm Phật tánh của mình à, có mặt trong cuộc đời này. Thì hữu nhật đó là có ngày, mà vĩnh an nhiên, chữ vĩnh là gì? Vĩnh là hoài hoài, tức là vĩnh tức là chỉ cho cái thời gian lâu dài, mà an nhiên tức là như như không thay đổi. Vĩnh an nhiên là chỉ cho sự chứng đạo giải thoát thanh tịnh chứng đắc của mình, không còn luân hồi sanh tử, sống trong một cuộc đời an lạc à, gọi là dân du võ trụ thanh nhàn xiết bao, không còn khổ đau nữa, gọi là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Thì chúng ta sống mà chúng ta thực hiện qua cái chương trình đó là một là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ duy tiên, đó là chúng ta nói về cái đạo nhân chúng ta thực hành xong. Hành thiện tri kinh thị sứ hiền, kiến huệ quy tiêu được chúng nghiệp, đây là thuộc về tu Phật. Vậy thì nhân sanh hướng nghĩa dĩ duy tiên là tu nhân, mà hành thiện tri kinh thị sứ hiền, kiến huệ quy tiêu được chúng nghiệp là tu Phật. Thì cuối cùng chúng ta học Phật tu nhân, thực hiện đã xong thì Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên, đó là đương nhiên, đó là Phật tánh của mình hiện ra, đó là chúng ta chứng đắc ngay tại thế gian này. Chúng ta được thành công trong quá trình tu tập để chúng ta không còn luân hồi sanh tử khổ đau nữa, được về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Thưa quý đồng đạo, thì qua bốn cái câu giảng chúng tôi cũng cố gắng để cô động cho nó kịp với cái thời gian, mà cũng lố hết mấy phút. Thì tôi nghĩ rằng tôi cũng cố gắng để làm sao tranh thủ 11 giờ mình cứu kinh nghiệm là đây tới thời gian ít nhiều thì không biết, chúng tôi cũng cố gắng để làm sao cho nó ngắn gọn à, cho nó đủ cái thời giờ, không để làm cho quý vị mình phải chờ đợi chưa lâu. Thì đằng này thì tôi cũng đem hết cái khả năng của mình để mà trình bày của bốn câu giảng này, thì tôi nghĩ rằng không làm sao mà thẩm thấu được hết những cái ý nghĩa sâu sắc đức thầy chỉ dạy được. Thì ngưỡng mong rằng các bậc cao minh cao độ đức thầy cũng quan hỷ, bởi vì cái câu này nó sâu sắc lắm, bốn câu giảng này dù cho chúng ta tư duy tìm hiểu trình bày như thế nào đi nữa cũng không cùng tăng được. Thì mong rằng quý vị nói ít quý vị hiểu nhiều ha, mong rằng chúng ta làm sao hiểu như thế nào chúng ta ứng dụng. Cái kết quả nó là quan trọng, là chỗ ứng dụng, mà mình có ứng dụng mới thành công, ứng dụng để chúng ta đạt được kết quả trong một đời này. Chúng ta được là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên, đó là được giải thoát an lạc, không còn sanh tử khổ đau nữa, thì mới đúng với bốn cái câu giảng đức thầy chỉ dạy. Thì mong rằng quý vị chúng ta đồng cùng với chúng tôi để mình cùng nhau thực hành để đạt được kết quả đó. Thì cuối lời cũng chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, chân thành cảm ơn ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hòa, chân thành cảm ơn toàn thể quý đồng đạo đã quan hệ lắng nghe. Thì mong rằng tôi và quý vị mình cố gắng để chúng ta tu tập để đúng như lời Đức Phật chỉ dạy, đó là tam thiên tứ bủ, tam thiên thất bủ ti đa, hưởng tặng quần nguyên sinh diệt, tứ cố kinh văn thiên thiểu, ngộ chi phương chứng bồ đề. Nghĩa là giàu dư của cải cõi tam thiên, hưởng tặng tử sanh sẽ đến liền. Giảng kệ bốn câu tuy thế ít nhưng mà ngộ rồi chứng đạo đáo tây thiên, chính chúng ta cạo gì chúng ta thành công và thành công trong mùa đời này để chúng ta được đáo tây thiên, được về cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Không được rồi mà cũng ơi, bà cắt được.
Xin chân thành cảm ơn hai vị giáo lý viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Một lần nữa kính mời quý vị tán dương cho hai vị giáo lý viên một tràng pháo tay thật lớn. Nam mô A